Dạ vâng, chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, như các bác có thể thấy đây là tấm e-căng của chip B3-2021. Đấy. Đây là B3-2021 và nó được thiết kế bát 30. Đấy, bát 30 nhé. Thiết kế bát 30 và như các bác có thể thấy cái vành nón ở bên trong này cũng thiết kế rất là đặc biệt và rất là lớn vào ngoài. Và đặc biệt hơn là được sơn sần màu đen. Sơn sần màu đen, đấu thông hơi ở phía trước. Và phiên bản này á, phiên bản trầm này thì như các bác cũng có thể thấy là những cái con trầm B3-2021. Trước đây em cũng đã có cho lên thì ở phía dưới này phải không ạ? Ở phía dưới này thì nó có hơi chìa chìa ra một chút và như kiểu là nó có một cái bàn nhỏ ở dưới này. Đấy, đấy là những cái phiên bản sau nhé. Còn đây là những cái phiên bản trước. Thì những cái chiếc này thì bên em còn đúng một cái. Còn đúng một cái còn sót lại trong kho thì mấy anh em không để ý cho nên là lấy những cái... chiếc mà của lô mới, còn chiếc này là của lô cũ vẫn còn tồn đọng lại. Thì bây giờ em làm video lên và em review cho các bác cùng ngắm. Vâng, được làm cũng rất là sắc nét. Ở những cái phía trên này thì đều được vuốt cạnh và đây là mặt kính cường lực. Các bác nhìn nó cũng đã quá quen rồi phải không ạ? Đây, và đây là bát đây. Cái sự đàn hồi của nó cực kỳ là nhạy nhé. Đây này đấy, các bác có thể nhìn thấy. Cho nên là cái tiếng của nó đánh ra nó cực kỳ là chắc. Rất là chắc. Nó đánh rất là chắc và êm à. Nó đánh tiếng chắc của nó êm, chứ nó không đánh tực tực. Tực 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 tực. Nó đánh kiểu chắc nhưng mà lại cụt cụt như kiểu những cái dòng trầm đóng ở Việt Nam. Đấy. Và được thiết kế lỗ thông hơi đằng trước thì chúng ta có thể đẩy sát vào tường. Đẩy sát vào tường rất là hợp lý được. Đây là mặt bên hông của nó đây. Đây là toàn bộ mặt bên hông nhé. Và đây em sẽ lật lại mặt đằng sau. Nói chung là nó cũng không khác gì so với những cái bản sau này đâu. Nó như kiểu là một con UEFA mà đời cũ và UEFA đời mới. Thì thường thường có những bác sẽ thích UEFA đời cũ và những cái bác còn lại có những cái bác lại thích UEFA đời mới đó. Đây là cái lỗ cắm AV hoa sen này. Đây. Cắm AV hoa sen và đây là đảo pha. Đây là cắt cốt từ 40 đến 150 Hz. Còn đây là to nhỏ của trầm. Đây là đường ra của trầm nhé. Đây, đường ra của trầm. Còn bốn cọc còn lại này thì là đường vào bằng hơi nhé. Đấy. Là dòng sản phẩm này thì nó là 2 trong 1. Nó có thể vừa đánh điện vừa đánh hơi được. Rất là tốt. Và đây là dòng B3-2021. Hệ thống tản nhiệt thì được nhà thiết kế người ta đã tính toán và người ta thiết kế riêng ở một bên mặt luôn. Và ở một bên thì thiết kế các nút và những cái đường vào, đường ra. Đấy. Một cái sự thiết kế nó được tính toán cực kỳ là kỹ lưỡng. Đây là mặt hông còn lại này. Vâng, và ở phía dưới này thì được tuột xuống luôn nhé. Còn như những cái bản sau á, những cái bản sau thì ở phía dưới này là nó hơi chìa ra một chút này. Đó. Đấy là đặc điểm của giữa những cái con SUP B3-2021 giữa bản mới và bản cũ thì nó khác nhau ở cái chỗ đó. Vâng, và còn cái chất âm thì nó cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Cái chất âm nó sẽ không có gì thay đổi cả.
Vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Và ngày mai hoặc ngày kia thì em sẽ test cái chất âm của nó cho các bác cùng nghe và cùng thưởng thức nhé. Và em sẽ lấy một con B3 2021 phiên bản mới, tức là cái dòng mà bây giờ nó có ở phía dưới này, nó loe ra đó, nó loe ra một chút đó, nên em sẽ thử cho nó đánh cùng nhau xem là chất âm của con nào hay hơn hay là nó như nhau nhé. Và bây giờ thì em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video tiếp theo.